thiên môn cuốn bụi hồng, lời danh hai chữ mắt lơ trong nương theo đúc quệ tâm chân lý, lòng thiên từ bi diệt dục mà lòng. Tỉnh ngộ đã nghe lời Phật thuyết, thoát mê suy nghiệm lẽ quyền thâm, mau chân bước đến lòng qua hội. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị đồng đạo, hôm nay vào ngày 23 tháng 4 nhằm ngày rằm tháng 3 Giáp Thìn, tại xã Bình Thủy có mở ra buổi thuyết giảng hôm nay. Kính thưa quan khách và chư quý vị đồng đạo thân mến, căn cứ luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực ngày 1 tháng 1 2018, căn cứ hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo 2014-2019 được sự chấp thuận của ban Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú cho phép ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Thủy tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo theo nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ để tu học đúng tôn chỉ giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ, được sự thống nhất của ban trị sự Trung ương và sự phân công giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương. Hôm nay ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Thủy tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý do giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương đảm trách, đó là buổi thuyết giảng hôm nay. Đề nghị quan hình. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình giới thiệu thành phần tham dự. Đông Hải đại diện cho phổ truyền giáo lý Trung ương đề nghị quan hình. Và ông Trần Công Trạng là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Thủy đề nghị quan hình. Và cùng 35 ban trị sự Giáo hội Phật giáo phường thị trấn đề nghị quan hình. Để tiếp tục chương trình, mời quý vị đứng lên để nghi thức tôn giáo. Kính mời chư quý vị hướng lên lễ đài kính lễ Đức Phật, kính thời kính lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ, kính thời kính mời chư quý vị an tạ. Để mở đầu chương trình tới diễn văn khai mạc, kính mời ông Phan Văn Văn lên đọc diễn văn khai mạc. Trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ban trị sự Phật giáo Hảo xã Bình Thủy diễn văn khai mạc.
Kính thưa đại diện chính quyền địa phương cấp xã, quý vị quan khách cùng toàn thể đồng đạo kính mến, hôm nay tại hội trường Đông An Tự được sự thống nhất của ban chấp hành chính quyền cho phép thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Nhận thấy lúc này, lúc bấy giờ trong bầu không khí trang nghiêm, trong mái ấm đạo tràng minh giảng giáo lý, làm cho ban tổ chức chúng tôi vô cùng phấn khởi. Với nghĩa cử cao đẹp, xin chân thành gửi đến quý liệt vị lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, trong lĩnh vực tôn giáo, muôn vạn lời vàng của Đức Thầy dạy chúng sanh trong bao nhiêu cũng nhắm đó tới chữ lành để thực hiện đem đến hiệu quả. Nhưng muốn thực hành hiệu quả, hành giả phải quán triệt phương pháp. Vì thế nên sự học trong phẩm sám kinh, luận ngữ, quyết nghị trong giáo lý cho mỗi chúng ta ngày nay được Đức Thầy dạy, nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Ngày nay Phật giáo Hòa Hảo đã hình thành với đầy đủ tư cách pháp nhân, ban trị sự trung ương, chương trình phổ truyền chánh pháp ngày nay theo tiêu chí hàng đầu trong chương trình hoạt động đạo sự của tổ thầy, theo đường hướng chánh giáo của ban trị sự trung ương và sự yêu cầu cần thiết của địa phương theo tiêu chí lớn vì đạo pháp, vì dân tộc, đồng thời để đáp đền ơn sâu của tam bảo trong tam giáo của tổ thầy đã dạy, bổn phận chúng ta là phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ được minh mẫn, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Nay được thống nhất của ban trị sự trung ương và chính quyền cấp cho phép, ban trị sự xã Bình Thủy quyết tâm chấn hưng giữ gìn giáo lý chân truyền, làm sáng danh đạo, rạng danh thầy, và luôn luôn hướng tới một sự nghiệp vì đạo pháp, vì dân tộc. Hôm nay ngày rằm tháng 3, chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin tuyên bố khai mạc thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tại hội trường Đông An Tự, địa điểm xã Bình Thủy. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, đạo quả viên dung, bồ đề tâm tinh tấn. Nam Mô A Di Đà Phật. Ban nhân dân đọc đại diễn văn khai mạc đã xong, để tiếp tục chương trình đọc sứ mạng của Đức Thầy. Bài này kính mời đồng đạo Phan Phước lên. Trân trọng kính mời ông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sứ mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Định hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mây phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm, lòng mê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước chùa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt.
những tiền kiếp giàu sống cũng là vận quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp gọi những ăn, Đức Phật lòng đã quảng đại từ bi, thèm gì nỗi cảnh quốc phá gia vong mái quyền cơ đã định. Lòng thương trăm họ dưỡng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục lăn lộn chốn mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân dòng thân dị quốc. Huống chi nay cơ mậu đã thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh ngao du tứ hải dạo khắp tiên bang. Cảnh an nhàn của người liễu đạo muôn ngày, vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đắng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan, thương bất tính tới hồi tai họa, Phật Dương đã chỉ rõ mái diệu quyền, chuyển lập hội long qua chọn những đấng tu hành cao công quả, để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên tạo đã xác định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái bụi hạ nguyên này say mê vật dục chìm đắm trong biển lợi danh gây nên nghiệp họa. Luật trời đã trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị trên tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long qua chầu Phật, trước biết rõ luật trời thượng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen đời lắm mã dương khuấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liệu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có về đâu chuyện kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trợ thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn dây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dụng quyền diệu của tiên gia độ bệnh để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi tự dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kể nhàm tay. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiệu cùng điên.
mượn bút mực tiết lộ, lấy thiên cơ truyền cho kẻ xa gần điều rõ biết hậu quản năng cải quá làm lành. Còn kẻ chẳng tĩnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bào. Vẫn biết đời lan xa thống trị phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo nào quản sát thân. Kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục, xong vì tình cốt nhục tương thân cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nỗi cực hình. Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 Nhâm Ngũ 1342. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ cảm ơn ông Phan Quốc Lành. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình tới đọc lời khuyên bổn đạo, tức 8 điều răn cấm. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Vĩnh, trị sự viên ban trị sự xã Bình Thủy, lên đọc bài Sứ mạng của Đức Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Khi đã có giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu mình làm lỗi thì dứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hành chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và số phận kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh cũng không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói rách, tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những dịch sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thương,
Phật. Cảm ơn ông Nguyễn Văn Vĩnh đã đọc xong bài Sứ mạng của Đức Thầy. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, chúng tôi trân trọng giới thiệu hai vị đồng đạo đọc một đoạn giảng trong bài Sa Đéc. Một là Dương Thị Lụ, hai là Phạm Thị Còn. Trân trọng kính mời hai vị đồng đạo lên đọc trong đoạn giảng của Sa Đéc. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông nhồi quá cho người hành đạo lúc nguy nàng, thôi chí cùng chăng, nếu bệnh lòng chỉ qua cao thân, chẳng chặt giả bó đăng Phật thân. Phật đường gắn cao đức hành, phải bền lòng mới rành trần ai. Chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, khó gặp chữ không không mà có. Lúc trồng rây rối nhiều sâu bỏ rồi ngẩn ngơ, bỏ giống hay sao nấu lòng rằm mới biết vàng tao. Ai thật tánh ai người giả đạo, tiếng sấm sét bên tai sóc mi sao cả ngỡ nhau hỏi ăn. Nay thân thầy cũng đặng bình an, khuyên bổn đạo đừng than lắm tiếng. Tuy xa đường có lời lẫn biển, bởi bút thần bài luyện khắp nơi. Ngọc nhờ lao ngọc mới rạng ngời, kim mài dũa kim kia mới bén. Người làm phải như làm trăm đi kén, có muôn tờ bao bọc âm y thân. Chắc có câu minh đức tân dân, được thủ chủ quyền khai nhất kiêu. Ta còn thương thương cho liệu điều, cho cùng y mừng được dịp bổ thông. Đất đạo rồi cứu giấc tổ tâm, cũng như Phật xuất gia thở trước. Các bậc thánh cháu đô nhiều nước, nghèo thầy nhan bầu nước đây cơm. Tuy cơ hàng mà được danh thơm, hơn phú quý ngồi ôm đi bà lời. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn hai vị đồng đạo đã đọc xong một đoạn giảng của Đức Thầy trong bài Sa Đéc. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình đến cái phần bế mạc, chúng tôi ban tổ chức kính mời ông Lê Văn Diễm đến đây
đọc lại phần bế mạc, trân trọng kính mời ông. Cảm ơn ông Lê Đình Nguyễn đã đọc xong đầu bản đề của ngài. Đề nghị của mình Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đến một kinh thành qua lệ, ta phải có bản đồ, nếu không sẽ bị bơ vơ bởi dạng nẻo đường. Đi giữa trùng dương dịu dời, ta phải có lá bàn, nếu không sẽ bị trôi dạt long đong trong cảnh bao la trời nước. Việc tu cũng thế, nếu không rõ đường, chắc rằng ta sẽ bị bơ vơ lạc lõng. Cũng như muốn biết giáo lý, giáo luật, giáo nghĩa trong tôn chỉ hành đạo của Đức Thầy, chúng ta cũng cần được giáo lý viên chia sẻ. Và vừa qua, giáo lý viên đã thiết xong chuyên đề của mình. Mỗi lần thuyết giảng làm tăng thêm sức mạnh, niềm tin Phật Pháp vô biên cho tín đồ, lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường hành đạo. Như lời Đức Thầy từng dạy, nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Bài thuyết giảng hôm nay không thể nghĩ bàn, bởi vì thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam độ khổ, nó có công năng đưa chúng sanh ra khỏi biển mê sanh tử. Vậy chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Trần Đông Hải. Kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể đồng đạo kính mến, đã qua 2 giờ tiến hành trọng thể thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, đến đây chúng ta đã hoàn thành nội dung chương trình. Buổi lễ được tiếp đón quý vị đại diện đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc địa phương cùng các vị trị sự viên, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các xã, phường, thị trấn, cũng như toàn thể đồng đạo đến tham dự đông đảo, đã làm cho buổi lễ được tăng thêm trọng thể. Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Thị chúng tôi rất phấn khởi và tri ân quý vị đã đến tham dự đông đủ. Xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã hỗ trợ về mặt pháp lý. Xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Trần Đông Hải đã đem sở học của mình triển khai nội dung đề tài sáng tỏ, sâu sắc trung tôn chỉ giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Giáo lý viên đã giúp chúng ta có thêm hiểu biết về giáo pháp học Phật tu nhân của Đức Thầy. Đây là điều rất có ích trong việc trao tâm sửa tánh, truyền đạt tư tưởng rất thiết thực, để từ đó chúng ta tu hành theo giáo pháp chân truyền mà Đức Thầy đã dạy. Xin chân thành cảm ơn các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đóng góp tinh thần và tài vật để hỗ trợ cho buổi lễ thuyết giảng. Xin cảm ơn quý vị tiểu quan trong ban tổ chức đã tích cực chuẩn bị chu đáo, khánh tiết, âm thanh, ánh sáng đảm bảo. Xin cảm ơn quý vị hậu cần đã kiểm tra vệ sinh thực phẩm, biến chế thức ăn thích nghi khẩu vị. Xin cảm ơn quý vị tiếp tân đã phục vụ tốt buổi lễ thuyết giảng. Và xin chân thành cảm ơn đoàn quay phim ghi hình tỉnh Kiên Giang, An Bình A và xã Phú Xuân đã ghi hình truyền tải trên các mạng xã hội. Và đến đây các nội dung cũng được thành công viên mãn. Tôi xin thay mặt cho ban tổ chức tuyên bố kết thúc buổi lễ thuyết giảng. Trước khi dứt lời, kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, đạo quả viên dung, bồ đề tâm tinh tấn. Chúng tôi với tất cả tấm lòng thành kính nguyện cầu ơn trên Đức Phật, Đức Tôn Sư ban an lành đến quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, kính mời chư quý vị đứng lên.
Kính mời hướng về lễ đài, kính lễ Đức Phật kính. Thôi, kính lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ kính. Thôi, chúng tôi ban tổ chức kính mời tất cả ban trị sự phường thị trấn và chư quý dùng đạo về bên nhà bếp để dùng bữa cơm thân mật với ban tổ chức. Dùng chai thanh khiết mát canh rau ta chấm tương chao cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ân dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra con, muôn loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết. Lòng thanh tai mắt đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết nói gương từ bi thì bận lòng chi ân. Sao trái lành quăng cây, đừng mong đến già khi tuổi xuân chóng qua. Cùng gieo duyên lành nếu tâm quay về, về nương bông Phật, nương Pháp giới, về nương Tăng, nương nhà Tam Bảo, hoa sen nở bừng. Làm vui mà dùng chai thanh khiết mát canh rau ta chấm tương chao cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ân dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra con, muôn loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết. Lòng thanh tai mắt đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết nói gương từ bi thì bận lòng chi ân. Sao trái lành quăng cây, đừng mong đến già khi tuổi xuân chóng qua. Cùng gieo duyên lành nếu tâm quay về, về nương bông Phật, nương Pháp giới, về nương Tăng, nương nhà Tam Bảo, hoa sen nở bừng. Thank you.
tâm